Ford Transit 2023 nâng cấp phụ kiện đồ chơi tại Rambo Auto. Màn hình OLED 9 inch lắp trên Ford Transit. Kèm âm ly karaoke. Màn hình trần 19,5 inch phục vụ nhu cầu giải trí trên xe. Cửa lùa tự động Ador đến từ Nga, lắp trên Ford Transit. Tính năng chống kẹt trên cửa tự động của Nga. Cửa điện Nga Kruko. Trường hợp nếu xe hết bình hoặc cửa bị kẹt thì quý khách vẫn có thể mở bằng tay được. Bên cạnh đó, quý khách còn có thể trang bị thêm rèm cửa, led trần nội thất và súp gập ghế để giúp trải nghiệm trên xe có thể tốt hơn. Xe này chắc chắn là phải lên đi rồi.